Việt xin kính chào quý vị các bạn. Thưa các bạn, hôm nay vị khách mời đặc biệt của chúng ta là Thu Hương. Nào Thu Hương hãy chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Dấu Chân Người Việt đi. Chào chị Tường Vi, mình là Thu Hương và xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến của chương trình Dấu Chân Người Việt. Thưa các bạn, đối với những người mà mới đặt chân đến thành phố Đài Bắc á, chẳng hạn như Thu Hương đi, khi mà em mới tới nơi đây thì em cảm thấy cái thành phố này cho em một cái cảm giác như thế nào? Đối với Thu Hương, lần đầu tiên đến với Đài Bắc mình cảm thấy đây là một nơi mà rất là văn minh và rất là hiện đại, với rất là nhiều những căn hộ cao tầng này và cũng rất là tất bật. Bởi vì các bạn biết không, khi mà mỗi sáng thức dậy bước vào bến xe tàu điện ngầm, các bạn sẽ thấy từng đoàn người rầm rập và người ta rất là hối hả với nhịp sống rất là hối hả của một thành phố hiện đại như thế này. Rất là nhiều người cũng có cùng một cái cảm giác như là Thu Hương vậy. Cảm thấy rằng cái thành phố này nó quá nhanh, cái bước chân nó quá nhanh và hình như là thiếu đi một chút gì đó, cái sự cổ kính và tĩnh lặng, đúng không? Cho nên chương trình Dấu Chân Người Việt hôm nay, Tường Vi và Thu Hương sẽ đưa các bạn đến một nơi mà nhất định các bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh cổ kính và lãng mạn của thành phố Đài Bắc. Wow, vậy hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất thú vị. Mời các bạn hãy theo chân của Tường Vi và Thu Hương đi khám phá một không gian vừa hiện đại vừa cổ kính ở trong lòng thành phố Đài Bắc nhé. Nào, số 3, let's go. Thưa quý vị, chúng ta đang đứng ở khuôn viên trước khu vực tòa nhà cao nhất của thành phố Đài Bắc cũng như là của cả cái Đài Loan này và cao thứ hai thế giới chỉ sau Dubai thôi, tòa nhà cao ốc 101. Thì ở cái khuôn viên này các bạn có thấy là ở đằng sau Tường Vi và Thu Hương có rất nhiều các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, và nơi đây là một cái địa điểm mà không thể nào mà không tới được nếu mà bạn đã đặt chân tới Đài Loan. Còn Thu Hương, khi mà Thu Hương mới bước chân đến thành phố Đài Bắc thì Thu Hương đi đâu là đầu tiên nhất? Khi mà lần đầu tiên đến với Đài Bắc, em cũng là lần đầu tiên đến với Y Linh Y. Sau đó thấy rất là bất ngờ, vì sao? Khi mà mình đứng từ xa thì trông cũng bình thường thôi, mà sao mọi người nói là cao nhất thế giới, cao thứ hai thế giới. Nhưng mà khi đến nơi thì mới thấy, trời, mình đứng ở đây và cảm nhận mình thật là nhỏ bé so với Y Linh Y. Đúng rồi, cho nên đối với những ai mà to béo thì có thể đứng ở trước, ở dưới Y Linh Y như thế này thì sẽ cảm thấy mình nhỏ bé hơn và đỡ phải giảm cân, đúng không? Đúng rồi, sẽ không thấy mặc cảm. Nhưng mà đối với Thu Hương, ốm như thế này rồi thì không cần phải giảm béo nữa. Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà em có nghe nói là ở trong tòa nhà Y Linh Y này, trên tầng 87 cho đến tầng 92 có một quả chuông rất là lớn, hình như là 661 tấn, để chấn giữ cho cái tòa nhà này được vững chãi. Bởi vì các bạn biết đấy, bởi vì ở Đài Loan họ hay rất là khủng khổ, vì hay chính xác giờ này có tỷ trận. Đúng rồi. Cho nên cái quả đó, cái quả gọi là quả kim loại, nó là một cái trái tim của tòa nhà 101. Và bây giờ thì trước khi giới thiệu chi tiết về cái tòa nhà 101 này, chúng ta có thể đi dạo một vòng ở cái khu vực này. Ok. Bây giờ thì Tường Vi và Thu Hương đang đứng ở trước cái chữ Love này. Đây là cái chữ mà Tường Vi cảm thấy rất là đáng yêu, và tất cả mọi người, nhất là những cái tuổi teen của bọn mình đó, là hay tới đây là phải đứng chụp hình với chữ Love. Và bây giờ thì có một câu đố cho Thu Hương. Thu Hương đã rất là yêu thích cái tòa nhà 101 này và yêu thích trái tim của tòa nhà. Vậy thì Thu Hương có biết 101 nó cao bao nhiêu mét hay không? Chuyện ta. Cái tòa nhà này cao 508 mét, và khi mà mới hoàn thành thì nó là tòa nhà cao nhất thế giới, và khi sau đó thì đã bị tòa nhà Dubai hạ gục. Bây giờ đã trở thành tòa nhà cao thứ hai trên thế giới. Vậy thì với cái ngoại cảnh của tòa nhà 101, Thu Hương cảm thấy nó giống như cái hình gì nè? Em thấy nó giống hình cây tre trong đất. Đúng rồi, đây là cây tre trong đất khổng lồ á. Đúng, đây là một thiết kế của một nhà kiến trúc sư nổi tiếng của Đài Loan tên là Lý Tông Nguyên, mà chị nghĩ là chắc có lẽ là bác Lý này đã về Việt Nam và xem cái chuyện cây tre trong đốt của Việt Nam. Đúng. Nhưng mà thật ra với cái kiến trúc cây tre trong đốt là để có thể thích nghi với cái môi trường hay có xảy ra động đất ở đây,
Em còn muốn bổ sung một điều nữa, đấy là khi mà các bạn đến với 101 thì nhớ là phải lên đến tầng 87 để xem quả chương đó, và lên đến tầng 92 để ngắm cảnh toàn thành phố Đài Bắc, được khu nhỏ dưới tòa nhà này. Nói thế này thì còn nhớ là có cái trung tâm mua sắm shopping mall rất là bán những cái đồ cao cấp, cho nên nếu ai có đủ dư tiền đó hoặc những nhau chương trình thì nhìn trong tình không hả? Không có thấy đâu, bây giờ không có tiền cho nên đi bánh xa. Chị ơi, cái này trông giống cây rút tiền ATM nhỉ? Ừ, có lẽ là lúc nãy mình đứng trước 101 không có đủ tiền, cho nên trong đầu của Thu Hương lúc nào cũng nghĩ đến cái máy rút tiền ATM. Nhưng mà thực ra đây á là cái máy mướn xe đạp U-Bike tự động. Và các bạn biết không, đây là một cái hệ thống U-Bike xe đạp, gọi là xe đạp cho thuê công cộng nổi tiếng của Đài Loan. Và các bạn nếu mà đến đây du lịch đó thì chỉ cần ha, phải có cái gì biết không, đây có cái thẻ này, mà đây không phải là thẻ rút tiền mà là thẻ xe điện ngầm. Chỉ cần có cái thẻ này thôi, sau đó lên mạng internet để mà đăng ký hội viên rất là đơn giản. Và nếu như mà các bạn không muốn đi bộ và muốn đi xe đạp thì các bạn có thể đến những cái cột cho thuê xe đạp U-Bike đó, rồi các bạn dùng cái thẻ này và có thể cho một cái cảm ứng vào đây. Và sau đó có một cái số cái thao tác rất là đơn giản là các bạn có thể mướn được xe đạp U-Bike và dùng U-Bike để mà chạy khắp cái thành phố Đài Bắc này. Nào bây giờ chúng ta làm mướn hai cái xe đạp. Ok. Mình thấy rất là thích và dây thấy rất là lãng mạn, giống như là đang đạp xe giữa một biển người ấy, giữa một nơi rất là tấp nập như này mà mình có thể đạp xe này, xong rồi gió thổi, mình thấy rất là thích. Rất là lãng mạn, giống như là mình quay MTV âm nhạc đúng không? Thì các bạn thấy không, lúc nãy Thu Hương nói cái cảm giác đầu tiên của Thu Hương khi mà tới Đài Bắc, nó quá tấp nập, nó quá đông, nó quá ngột ngạt bởi cái sự hiện đại. Thì chính cái U-Bike này cũng là một trong những cái yếu tố nho nhỏ để góp phần cho chúng ta tạo nên được cái điểm lãng mạn trong cuộc sống của chúng ta. Và hiện nay cái phương tiện giao thông xe đạp U-Bike là một trong những phương tiện công cộng mà được người dân của Đài Loan người ta rất là ưa chuộng nhất. Và tất nhiên trong thành phố Đài Bắc thì cái phần giao thông thì mình không nói gì, bởi vì nó đã rất tiện lợi rồi. Và thêm cái U-Bike này nữa không những lại càng thuận lợi mà nó còn tạo còn cho một cái phương tiện để cho mọi người luyện tập sức khỏe, và đúng rất rồi. Nhiều người thông qua U-Bike để chuyển phế giảm cân. Đúng rồi, cho nên những cô gái nào mà muốn có đôi chân thon như Tường Vi và Thu Hương thì các bạn hãy đi sử dụng cái U-Bike này. Và bây giờ thì Tường Vi sẽ đưa các bạn đến một nơi mà lúc nãy ở đầu chương trình có nói là một nơi rất là lãng mạn cổ kính đó. Thì bây giờ các bạn hãy theo dấu chân của Tường Vi và Thu Hương nha. Go back. Các bạn thân mến, bây giờ Tường Vi và Thu Hương đang đứng trong khuôn viên của một nơi mà Tường Vi có giới thiệu với các bạn là một nơi cổ kính và lãng mạn. Nó được mang tên là Nam Xuân, dịch sang tiếng Việt đó là làng quân đội Nam số 44. Ủa? Vậy có phải là ở trong làng này toàn là con trai ở không? Cái chữ Nam 44 không phải là chỉ dành cho nam giới đâu, không đâu. Mà thật ra thì cái làng quân đội này á, nó là nơi cư trú, là nhà ở đó. Như ở Việt Nam thì cứ gọi là khu tập thể. Quân đội. Khu tập thể của
gia đình thân nhân của những người mà phục vụ trong quân đội. Vậy sao người ta lại mở cửa để cho mình vào như này, có ảnh hưởng đến cuộc sống người ta không? Tất nhiên rồi, ai mà đi mở cửa nhà của mình cho người ta tham quan. Nơi đây không còn là nơi cư trú của các thân nhân của những người làm trong quân đội nữa, mà bây giờ thì người ta đã được di dời sang những cái nơi ở khác. Và cái khu vực này được xem như là một nơi gọi là viện bảo tàng nho nhỏ của trong lòng thành phố. Em thấy thật là khó tin khi mà chỉ cách đây vài bước thôi, ở đấy toàn là những khu khu du lịch, khu mua sắm rất là tấp nập, rồi là những tòa nhà cao tầng, mà ở đây lại có một không gian như này, thật là đáng khó tin đúng không? Bởi vì những cái nơi này chỉ có mỗi từng vi tìm ra được thôi, và kiến trúc nơi đây đã được xếp vào kiến trúc di tích lịch sử của thành phố. Và bây giờ thì còn chờ gì nữa, mình phải đi tham quan thôi. Tụi ba Tường Vi đi ở trong khuôn viên của cái Sư Nạn Xuân này, cái làng quân đội này, nó cảm tạo cho mình cái cảm giác mình trở về với cái thời năm 48, lúc mà cái làng này nó còn hoạt động. Nhưng sau này thì người ta dọn đi chỗ khác, và chỗ này là như là một khu triển lãm và khu di tích. Bởi vì em thấy ở đây với những mái nhà nhá, nhà nhỏ này, xong rồi có mái ngói này, xong rồi với những ô cửa sổ rất là nhiều màu sắc thì rất là thích hợp để cho những hoạt động ví dụ như là triển lãm này, hoặc là bày bán những đồ handmade này. Đúng thì rồi, chắc là mọi người đã rất là thích. Em nói đúng. Bởi vì khu này bây giờ đó, nó có phân làm 4 khu, thì trong đó có 2 khu là khu triển lãm, triển lãm mini. Và các bạn sinh viên ở Đài Loan người ta rất là thích lựa chọn cái khu vực này để mà triển lãm tác phẩm tốt nghiệp của họ. Còn một cái đặc điểm rất là thú vị như em nói là bán đồ handmade, thì là cái khu này trở thành khu bán hàng chợ trời. Nói nghe chợ trời thôi chứ thật ra thì hàng của nó cũng rất là dễ thương à. Handmade như lúc nãy em có nói, thì nó chỉ tập trung bán chợ trời vào ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Nhưng mà làm thế nào để đăng ký chị? Vì em đối với đồ handmade rất là có hứng thú. Chị biết cho nên chị sẽ cung cấp tư liệu cho em, là em chỉ cần lên mạng và đánh chữ Sư Nạn Xuân The Sư Chí, thì ở trong đó sẽ có rất đầy đủ các chi tiết để mà em có thể đăng ký ha. Rồi bây giờ chúng ta đi xem chỗ này đi. Cái gì không? Y Linh Y. Đúng rồi, tòa nhà 101. Tại sao chúng ta có thể ở cái làng quân đội này mà nhìn thấy 101? Bởi vì cái địa điểm của nó quá tuyệt vời. Ở một cái nơi mà họ cổ kính nè, ở di tích lịch sử của thành phố. Rồi nhìn sang bên kia là 101, cái sự tương phản giữa hai sự hiện đại và cổ kính, nó trang hòa với nhau, tương phản nhưng mà nó rất là như thế nào, hài hòa. Thì nơi đây còn là một cái địa điểm đặc biệt nữa. Xem pháo hoa. Đúng rồi, của Hoa Niệm là Tết Tây đó. Thì những ngày Tết Tây là người ta sẽ đến đây rất là sớm, từ lúc chắc phải 6 giờ sáng đến đây để xếp hàng. Bởi vì cái địa điểm này nó quá đẹp, nhưng sẽ nhìn hết nguyên toàn cảnh của cái lễ hội bắn pháo hoa. Nhưng mà nếu mà từ 6 giờ sáng đến đây thì đến tối có đói không chị? Tất nhiên là đói rồi. Tất nhiên là đói, ngoại trừ em đang giảm cân. Nhưng mà giảm cân cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải ăn chứ không sợ không thể có sức để mà có thể coi pháo hoa. Nơi đây em yên tâm, nơi đây có rất nhiều các hàng quán nè. Và những cái ngày mà tất niên như vậy đó, Tết Tây như vậy, thì các bạn sinh viên cũng tranh thủ cái khoảng thời gian này để mà buôn bán những cái hàng handmade cũng được nè. Hoặc là hàng ăn vặt cái kiểu như vậy đó. Cho nên em cứ yên tâm là em sẽ no bụng và có vậy thể là ngắm có xem thứ để ăn và có hoa, thứ để chơi như vậy, lại còn có thể ngắm pháo hoa như vậy, thật là tuyệt đúng không? Đúng rồi các bạn. Vâng, vậy thì chương trình Dấu Chân Người Việt hôm nay đã thực hiện cái kế hoạch là đưa các bạn đến một nơi hiện đại lại cổ kính lãng mạn trong lòng thành phố Đài Bắc. Vậy thì các bạn hãy nhớ ghé đến đây nếu có dịp nhé. Xin cảm ơn chương trình Dấu Chân Người Việt hôm nay đã dẫn Thu Hương và các bạn khán giả đi qua hết thành thị rồi lại tới nông thôn. Có một, nhưng mà thành thị và nông thôn thực ra có một vẻ đẹp rất là chan hòa và rất là hòa nhập với nhau ha. Vậy thì chương trình Dấu Chân Người Việt xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye, bye.